những cái việc bạn chăm sóc cho chiếc xe, những cái việc bạn làm cho chiếc xe nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe sau này. Và cùng với đó là giới thiệu thêm cho các bạn những cái cách bảo dưỡng cho chiếc xe của mình sau một cái thời gian chúng ta vận hành là khoảng từ 20.000 tới 30.000 km. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình cùng với admin Huy Trần sẽ đem đến cho các bạn những cái kiến thức, những cái chia sẻ của Express Center để chúng ta chăm sóc cho chiếc xe yêu của mình sau một cái thời gian chúng ta vận hành là khoảng từ 20.000 tới 30.000 km. Đó là một cái thời gian cực kỳ quan trọng, bởi vì trong cái khoảng thời gian này, những cái việc bạn chăm sóc cho chiếc xe, những cái việc bạn làm cho chiếc xe nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như là cái khả năng vận hành của chiếc xe sau này. Và cùng với đó là giới thiệu thêm cho các bạn những cái cách bảo dưỡng cho chiếc xe của mình, cũng như là những cái bộ combo. Tức là mình muốn tóm tắt lại nội dung của thứ là hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề là bảo dưỡng chiếc xe sau 20.000, 30.000 km, bất kể xe số hay xe tay ga, từ phân khối nhỏ tới phân khối lớn, như thế nào là hiệu quả. Thì cái quãng đường đời của một chiếc xe nó giống như quãng đời của con người á. Tức là năm mà 20 tuổi thì 30 tuổi thì chúng ta thành lập gia đình chẳng hạn, đúng không? 60 tuổi thì già, 100 tuổi thì yếu. Thì chiếc xe cũng như vậy, thì sau khoảng thời gian là 20.000, 30.000 km thì chúng ta sẽ có một lần gọi là bảo dưỡng rất là quan trọng, một lần bảo dưỡng lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi qua khu dịch vụ để xem coi xe 20.000 km chúng ta sẽ cần làm những gì. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu đi. Thì các bạn lưu ý là hiện tại Press Center cũng có rất nhiều bộ combo khác rất là hấp dẫn đang bán tại cửa hàng. Các bạn có thể thấy là treo tại khu vực quầy tính tiền. Đây là những bộ combo chúng tôi sẽ áp dụng đến hết năm 2018. Rồi. Thay những cái chương trình khuyến mãi, những thời gian chúng tôi không có chương trình khuyến mãi. Chúng ta sẽ đi qua khu dịch vụ. Mời một anh kỹ thuật to cao có thể qua phụ chúng ta thay nhớt cũng được. Rồi. Anh cameraman thì anh đi trước để cho anh em dễ thấy nha. Cũng như dễ nghe, tại vì cái voice của mình nó khá là bé, hôm nay đau họng quá nói không to được. Thì anh Thứ đứng bên đây đi. Ok. Chiếc xe này của mình đã đi được là 37.000 km. Có thể nói là một chiếc bạn đồng hành của mình khá là lâu rồi, nhưng mà mình cũng ít đi quá. Thì hôm nay mình mang ra để cho làm cái demo thí nghiệm cho các bạn luôn. Thì Thứ chia sẻ đi, đầu tiên mình lên làm cái gì? Trước khi mà để giới thiệu cho các bạn và chia sẻ các bạn từng cái cách để chúng ta bảo dưỡng cho chiếc xe này, thì admin sẽ nhờ một bạn kỹ thuật. Chúng ta sẽ làm một cái bước, đó là giặt động cơ. Và giặt động cơ như thế nào, thì trong cái quá trình chúng ta giặt động cơ thì admin sẽ giới thiệu chi tiết và cụ thể cho các bạn luôn. Và bây giờ sẽ cắm cái chìa khóa đây sẵn nha. Tức là giống như anh Trung Thứ nói đó, xe các bạn đi 30.000 km rồi thì bình thường là chúng ta hay thay nhớt là xúc động cơ, đúng chưa? Thì hôm nay Express Center sẽ làm một cái hoàn toàn mới, đó là giặt động cơ. Thì các bạn lưu ý là thường thường Express Center là xúc động cơ là bằng cái Voltrek E20. Cái này là từ cái bình chiết lẻ, các bạn có thể thấy nó nằm ở ngay đây. Từ cái phi chiết lẻ ra nha các bạn. Từ cái phi này chiết lẻ ra, cho đó các bạn là yên tâm về chất lượng, hàng là toàn bộ từ Germany. Đó, các bạn có thể thấy. Thì thông thường chúng tôi sẽ dùng cái này. Anh cameraman quay qua đây. Chúng tôi sẽ dùng cái này để giặt động cơ, để xúc động cơ. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một cái sản phẩm đặc biệt hơn là giặt động cơ. Thì nó sẽ có gì khác biệt, chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thì nhờ Vinh đi em. Rồi, bạn Vinh sẽ tiến hành hay nhớ để giặt động cơ cho chúng ta. Rồi, thì cái quá trình mà giặt động cơ nó có cái sự khác biệt như thế nào? Vinh đứng qua đây đi. Vinh cứ làm cái công việc bình thường và chúng ta sẽ hướng dẫn từng cái. Đầu tiên đối với giặt động cơ nó khác với xúc động cơ. Xúc động cơ là thường các bạn cho cái dung dịch vào nhớt cũ. Dung dịch xúc động cơ là cái này, đúng không? Vào cái nhớt đang sử dụng trong xe, đúng chưa? Thứ hướng dẫn cho mọi người cái này đi. Thì đây Voltrek E20, các bạn cũng admin đã giới thiệu rất là nhiều qua rồi. Thì dung dịch này chúng ta sẽ, trước khi chúng ta thay nhớt, chúng ta sẽ cho vào trong nhớt cũ, và sau đó chúng ta sẽ để nổ máy khoảng tầm 10 tới 20 phút. Và sau đó chúng ta sẽ xả hết nhớt cũ ra, thì cái xúc động cơ này sẽ hòa tan với nhớt cũ, đi vào trong các chi tiết của động cơ, làm sạch các bụi bẩn, cặn bẩn có trong đó. Ok. Và chúng ta xả nhớt còn ra. Còn giặt động cơ thì nó sẽ khác như thế nào? Giặt động cơ tức là các bạn sẽ làm mạnh hơn, sạch hơn, tẩy tốt hơn. Cái quy trình này thì thường 20.000 km chúng ta sẽ làm một lần. Thì nó sẽ khác biệt là chúng ta chỉ cần là xả hết nhớt cũ ra nha các bạn. Bây giờ Vinh sẽ xả hết nhớt cũ ra cho các bạn xem. Anh cameraman sẽ quay cận cảnh để xem cái khi mà chúng ta xả nhớt cũ ra cái màu như thế nào. Anh livestream á.
livestream bạn cameraman luôn. Và bây giờ là các bạn lưu ý nha, bước đầu tiên chúng ta sẽ xả hết nhớt cũ ra, nó hoàn toàn khác với lại xúc rửa động cơ. Rồi, đây là nhớt đã đi được nhờ một cái điện thoại có đèn flash đi. Wow, một sản phẩm dầu nhớt cái màu khá là đẹp. Anh livestream có thể quay sát được không anh livestream à? Để cho các bạn thấy được cái màu nhớt. Đây không phải là Motul 300V nha các bạn. Chút nữa mình sẽ bật mí cho các bạn biết đây là sản phẩm gì mà lại có cái màu xanh như thế này. Và đây là sản phẩm nhớt mà mình đã đi được 1.000 km. Nhưng mà mình thay luôn, tại vì hôm nay sẵn tiện làm video cho các bạn cho đó mình thay luôn. Và lát thôi sẽ bật mí cho các bạn là dầu nhớt này sẽ là dầu nhớt gì. Anh có cái đèn không em? Cho anh mượn cái điện thoại đi. Đó đúng rồi, em đẹp trai to cao 1,5 m, tướng rất là to. Đèn flash em, để đó các bạn sẽ thấy màu nhớt rất là xanh. 1.000 km và chúng ta sẽ biết sản phẩm này là gì sau. Rồi bây giờ là giặt động cơ nó sẽ khác biệt là gì? Thay vì chúng ta đổ cái dung dịch để xúc động cơ vào chung với nhớt cũ và xúc động cơ thì giặt động cơ chúng ta sẽ vặn nắp nhớt lại luôn em. Chúng ta sẽ vặn nắp nhớt lại, chúng ta chỉ cần xả ra lượng nhớt cũ thôi. Rồi chúng ta sẽ vặn nắp nhớt lại. Và bây giờ thì trong xe chúng ta sẽ không còn nhớt nữa và chúng ta bắt đầu cho dung dịch giặt động cơ vào trong cái xe của chúng ta. Đây trên tay. Rồi Thứ sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái dung tích mà sử dụng giặt động cơ là bao nhiêu đi. Đây. Rồi, bây giờ sẽ đợi bạn kỹ thuật ha. Và đây trên tay của admin đây là sản phẩm giặt động cơ của tập đoàn Sado. Giặt động cơ Velux, một cái bịch như thế này là 2 lít. Và dung dịch này là chúng ta sẽ tẩy rửa trực tiếp, không cần phải cái dầu nhớt cũ để làm dung môi chúng ta, để chúng ta giặt động cơ, để chúng ta xúc rửa động cơ, mà chúng ta sẽ cho trực tiếp vào trong đó luôn. Và chúng ta sẽ để nổ máy khoảng tầm 15 tới 20 phút. Và dung tích của sử dụng cho cái này, chúng ta có thể sử dụng 500ml cho xe 800ml nhớt, 600ml cho xe có dung tích là 1 lít nhớt. Và đối với cái dòng xe như là 1.2, 1.3 như là Winner Rider, chúng ta sẽ sử dụng khoảng là 800ml sản phẩm này cho cái dung tích nhớt tương đương của xe Winner và Rider. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đổ cái này ra. Thì ở đây chúng ta đang có chiếc xe là Exeter 150. Dạ, dùng tay dặn không được. Chúng ta xe này thì có dung tích nhớt chính xác là 950ml. Thì chúng ta làm tròn luôn là 1 lít. Chúng ta sẽ sử dụng là 600ml cho Velux. Các bạn lưu ý là cái sản phẩm này tại sao chúng tôi chỉ cần 600ml, tại vì cái hiệu quả nó rất là mạnh, rất là sạch. Do đó là các bạn lưu ý là chúng ta không chạy xe, chúng ta chỉ nổ tại chỗ. Do đó 600ml là nó cũng không có lo về vấn đề thiếu nhớt, mà nó chỉ sẽ giúp cho chúng ta quá trình tẩy nó sẽ được tốt nhất có thể. Rồi chúng ta sẽ diễn cái này. Ở đây chúng ta sẽ đập hộp cái bịch này. Đập hộp cái bịch này. Đập bịch này. Đập bịch chứ không phải đập hộp. Rồi, sẽ rất là cẩn thận nha các bạn. Rót 300ml trước đi cho. Rồi. Ông rót vô 600 luôn em. Ok. Chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào giống như chúng ta đổ nhớt mới nha các bạn. Các bạn lưu ý là chỉ cần 600ml cho xe dung tích 1 lít nhớt. Đối với xe mà 1 lít 2, 1 lít 3 như Winner thì chúng ta cần cái dung tích lớn hơn là khoảng cỡ tầm 800ml thứ ha. Đúng rồi, nếu là xe Winner thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng là 700-800ml nhớt. Cái này ở Express Center đang tính giá như thế nào cho một xe tay ga 800ml? Với sản phẩm này thì có giá bán là 500ml dung dịch xúc tẩy ra giặt động cơ thì giá là 80.000, và 600ml giặt động cơ thì là 100.000, và 800 thì là 120.000, 30.000. Winner thì các bạn lưu ý nha, Winner xe 1 lít 2 thì sẽ là 120.000, xe Exeter sẽ là 100.000. Xe quay rim tay ga nhỏ thứ thì chúng ta sẽ có 80.000 để chúng ta giặt. 80.000. Rồi. 80.000 để giặt rửa động cơ sau 20.000 km thì thật sự cái giá nó không phải quá cao. Sau khi chúng ta đổ cái dung dịch này vào rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo Thứ à? Sau khi chúng ta để dung dịch này vào rồi, chúng ta sẽ cho máy nổ tại chỗ. Các bạn lưu ý nha,
chúng ta sẽ cho xe nổ tại chỗ khoảng tầm 15 đến 20 phút. Rồi, okay. Mời bạn đi vào. Rồi, chúng ta cứ cho xe nổ yên, không cần làm gì hết. Mời Trung Thứ qua bên đây. Thì các bạn lưu ý là tại sao phải giặt động cơ và giặt động cơ khi nào, thì chúng tôi giải thích lại cho các bạn rõ một vấn đề như thế này nè. Mời cameraman xích lại đây một tí. Giặt động cơ chúng ta sẽ làm khi mà cái xe của chúng ta là 20.000 km, chúng ta sẽ làm một lần. Tức là thường thường là thay nhớt á, là mỗi lần thay nhớt thì chúng ta xúc động cơ một lần. Như vậy là sau khoảng từ 5 cho tới 6 lần thay nhớt, chúng ta sẽ giặt động cơ một lần để sạch hoàn toàn. Và cái thứ hai là trong những trường hợp gọi là trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là xe bạn bị gì? Bị ngập nước, giống như là trời mưa, hiện tại mưa rất là to, thì có thể thôi các bạn sẽ lội vào những cái bụng nước, và có thể là nước nó sẽ vào trong máy, và đặc biệt là những dòng xe tay ga, thì cái vấn đề này sẽ xảy ra thường xuyên luôn, thường xuyên cho với lại cái động cơ và kể cả cái bộ hộp số của xe tay ga. Thì cái việc giặt động cơ này sẽ giúp tẩy rửa hết những cái nước, những cái chất bẩn có trong cái động cơ, trong hộp số đi ra ngoài, và giúp xe chúng ta ổn định lại, và chúng ta sẽ thay giặt mới, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái hơi nước, những cái nước cũ động lại trên cái động cơ. Đó là một vấn đề xử lý rất là hiệu quả. Giả sử như các bạn xe bị vô nước thì các bạn thường băn khoăn là xử lý như thế nào, thì vấn đề giặt động cơ này nó sẽ xử lý rất là sạch tất cả chi tiết. Các bạn lưu ý là khi mà nhớt bơm lên ở trong cái vách máy á, để nó nuôi các chi tiết máy á, thì lâu ngày nó sẽ bị các cái cặn bẩn nó bám ở trong cái vách máy nếu như chúng ta dùng nhớt không tốt. Thì vấn đề tẩy rửa bằng cái giặt động cơ này nó sẽ giúp cho tẩy hết tất cả các cặn bẩn ở trong động cơ đi ra ngoài. Và các bạn lưu ý là khi giặt động cơ xong thì các bạn phải thay cái lọc nhớt mới. Tại vì vấn đề này cực kỳ quan trọng, thay lọc nhớt mới thì nó sẽ đảm bảo cái lọc nó sẽ được hiệu quả hơn và tốt hơn. Tại vì như các bạn biết, lọc nhớt là cái bộ phận giữ lại các chất bẩn, những lại cái tạp chất có trong động cơ, có trong nhớt. Vì vậy cái việc mà xúc động cơ thì chắc chắn những cái vết bẩn này nó sẽ bám lại rất nhiều trên cái lọc nhớt. Và sau khi xúc động cơ và giặt động cơ, chúng ta nên thay cái lọc nhớt mới. Lọc nhớt mới thì không có tốn bao nhiêu tiền cả. Chúng ta thay một cái lọc nhớt mới, chúng ta đi được 1-2 lần thì chúng ta thay thôi. Lọc nhớ thì khoảng giá khoảng 40 tới 50 nghìn thôi các bạn. Ok, bây giờ Thứ sẽ trong thời gian đang giặt động cơ thì chúng ta sẽ nói đến từng cái vấn đề. Rồi bây giờ sẽ đi vào cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta cần bảo quản những chi tiết như thế nào cho chiếc xe này sau khi chúng ta vận hành 20.000 km. Chúng ta sẽ nói tới cái dàn chân phía trước đi ha. Thì ở đây vỏ xe. Vỏ xe thì sau 20.000 km thì sẽ có những bạn đã thay những cặp vỏ xe khác như là Michelin Pirelli rồi. Nhưng có một vài bạn có thể là chúng ta không có thời gian chúng ta chăm sóc chiếc xe, hoặc là chúng ta kinh tế chúng ta không được đầy đủ, không có tốt như các bạn khác để chúng ta thay một cái vỏ xe mới. Thì các bạn cảm thấy rằng là khi đi cái vỏ zin á, khi mà đi khoảng 20.000 km rồi thì cái mỏ có những cái gai, những cái lõm gai của vỏ xe bắt đầu là nó mòn dần. Ở như trên này đây, ở trên này thì chưa tới mức nổi là mòn lắm, nhưng mà theo admin nghĩ thì các bạn nên thay. Và thay vỏ khi nào? Khoảng 15.000, 20.000 km đối với vỏ zin các bạn nên thay đi. Bởi vì lúc đó gai nó sẽ không còn nữa và cái độ bám đường nó sẽ không tốt. Thứ nhất là vỏ xe 15.000, 20.000 km chúng ta nên thay một lần, và tốt nhất là 15.000 thay. Các cái hãng vỏ nên thay là gì thưa ạ? Những cái hãng vỏ các bạn nên thay thì chúng ta sẽ chọn những cái hãng vỏ uy tín dành cho xe máy, giống như là Michelin, Pirelli, Continental và rất là nhiều hãng vỏ khác. Cái vấn đề thứ hai đó là kế bên cái vỏ xe máy đó là con heo dầu. Heo dầu thì chúng ta sẽ cái bộ phận này con heo thắng đây nè. Thì các bạn hãy để ý là cái bố phanh, những cái má phanh mình bố thắng bên trong đó các bạn. Thì các bạn hãy kiểm tra rằng là cái độ thắng của nó còn nhiều hay không, và nó có bị mòn nhiều hay không. Thì nếu mà đã quá mòn rồi thì các bạn nên thay. Và theo admin thì cái bố thắng này các bạn thay khoảng 10.000 tới 15.000 km là tốt nhất. Và để 20.000 thì admin nghĩ là hơi trễ rồi. Đó, chúng ta tiếp phút sau luôn. Và sau chúng ta có thể là vệ sinh, nếu như chúng ta vệ sinh thì các bạn thấy là một cái chai như thế này. Đây là để vệ sinh khi đi tour về đúng không anh Thứ? Đúng rồi, cái chai này thì admin sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là chai này chúng ta sẽ dùng để tẩy rửa dầu mỡ trên các chi tiết kim loại. Ví dụ như cái ốc nhớt của các bạn, cái ốc nắp nhớt của bạn nó là kim loại, nó là ốc kim loại. Nó sẽ bị dính nhớt cũ vào. Chúng ta sử dụng này để làm sạch cái con ốc nhớt của các bạn. Và cái điều này chúng tôi đã áp dụng khoảng hơn 2 tháng nay rồi đúng không anh Huy? Rồi cái này, thế còn dầu thắng thì chúng ta là kiểm tra ngay đây đúng không Thứ? Đúng rồi, dầu thắng này chúng ta sẽ kiểm tra ở đây.
mà nếu tốt nhất thì sau 20.000 km rồi thì chúng ta cũng nên thay dầu thắng mới luôn. Bởi vì dầu thắng có thể nó bị đen rồi, sử dụng quá lâu thì nó có thể bị đen và nó bị hụt dầu thắng ở trên này nữa các bạn. Dầu thắng trước và dầu thắng sau. Các bạn kiểm tra cái vạch dầu thắng nha. Ví dụ như dầu thắng thì chúng ta sẽ có cái loại là DOT 4. Đây là tiêu chuẩn, đúng chưa? Dạ. Thì các bạn sử dụng DOT 4 hoặc DOT 3 cũng được. Rồi dầu thắng, rồi xong dầu thắng. Rồi bỏ xe. Dầu thắng, kiểm tra má phanh. Rồi dòng sinh dĩa đó thứ ha. Dòng sinh dĩa của các bạn cũng nên kiểm tra luôn, bởi vì rất là nhiều bạn admin cảm thấy rất là nhiều bạn rồi đến với Express Center để vệ sinh sên, nhưng mà admin thấy rằng là cái tình trạng dòng sinh dĩa nó không được tốt, bởi vì là cái dĩa răng, cái răng của cái mấy cái dĩa và cái bộ nhông nó quá mòn, nó quá nhỏ đi rồi, cùng đồng thời là cái sợi xích nó quá trùng, thì các bạn nên thay một bộ dòng sinh dĩa mới để chúng ta vận hành cái chiếc xanh tốt hơn. Rồi nhông sinh dĩa rồi thì còn bên cạnh nhất động cơ là 3-4 ngàn cây này nhất một lần để dùng nhất tập hợp, thì rồi. Cái nước làm mát thì 20.000 km chúng ta nên thay một lần. Đúng rồi, chúng ta thay thì trước khi thay chúng ta cần phải xúc rửa cái nước mát của chúng ta thật là kỹ lưỡng, và admin giới thiệu cho bạn một dòng sản phẩm mới đó là Radiator Plus, tức là xúc rửa các nước. Dung dịch này chúng ta sẽ một cái chai 250ml này sử dụng được cho tới 10-12 lít nước mát để chúng ta xúc rửa. Chúng ta có thể dùng được cho 5 chiếc xe máy không bạn, để xúc cái các nước cho nó sạch sẽ trước khi chúng ta thay nước làm mát mới vào. Thì chúng tôi có khuyến nghị là các bạn có thể sử dụng chai Voltronic này, nhiệt độ sôi khá là cao. Khi chúng ta pha ra thì nó còn khoảng 150-160 độ, nó vẫn đáp ứng cho xe các bạn. Còn những cái bộ phận khác như là bạc đạn của bánh trước, phụ thì chúng ta cần nên kiểm tra thật là cụ thể, bởi vì là có thể nó có được bị đồ rơ hoặc phụ có vẻ bị xì dầu, các bạn nên kiểm tra thật là kỹ nhé. Vấn đề về bạc đạn thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một tí là khi các bạn đến với Express Center, các bạn thay nhớt á, các bạn thay vỏ xe á, bánh xe á, sẽ được tra cái cốt bánh bằng cái sản phẩm là mỡ bò Verilux, đúng không Thứ? Cái này là chúng ta sẽ nói chính xác là mỡ bôi trơn chịu nhiệt Verilux của tập đoàn Sado. Thì khá nhiều chỗ là chúng ta sử dụng cái mỡ bò, thì mỡ bò thật sự ra thì mỡ bò nó chịu được nhiệt cũng tương đối ổn định, nhưng mà với các bạn mà hay đi tour xa thì cái độ vận động của bạn hơi bị nhiều, thì nó có thể là bị cái cốt bánh của chúng ta sẽ dễ bị sai luôn các bạn ơi. Không cần mở máy lại, tại vì chúng ta đã đủ khoảng 15 phút rồi. Bạc đạn thì chúng ta kiểm tra là chúng ta nhìn vào cái bạc đạn á, ví dụ như nó bị bể á thì nó sẽ bị chảy cái gọi là cái sét ra, đúng không? Cái màu sét có thể bị rơ thì các bạn nên kiểm tra. Hoặc là cái phốt cao su ngay đây của cái phụ, ví dụ như các bạn đi lâu ngày, các bạn đi tour nhiều á, cái đường xấu á nó dằn lên xuống á thì nó sẽ bị hư cái phốt, hoặc là nó bị xì dầu ở cái phụ. Thì chúng ta lưu ý là đối với xe của xe phân khối nhỏ đó, hoặc là các dòng xe phân khối lớn cũng vậy, đa phần cái điều kiện Việt Nam là sử dụng cái dầu phụt, cái cấp là 7.5 W nha các bạn. Đây là cái cấp tiêu chuẩn dành cho dầu phụt, ở Express Center cũng có bán cái này luôn. Rồi tay bánh thì các bạn để ý cao su đùng rồi các thứ nữa thì chúng ta sẽ thay lại mới thôi, và cũng gần như là hết rồi. Xe tay ga thì các bạn nên kiểm tra cái gọi là cái nhất là bộ hộp số, thì chúng ta sẽ vệ sinh nồi, chúng ta kiểm tra cái chuông và cái dây cura. Dây cura nếu mà nó đã quá giãn rồi thì các bạn nên thay mới đi. Và lọc gió nữa các bạn. Đây là một cái chai mà để gọi là dưỡng dây cura. Các bạn lưu ý nha, đây là dây dưỡng dây cura để nó giúp hồi phục cái cao su, giúp cho cái dây cura hoạt động tốt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với lọc gió của xe tay ga thì các bạn là lưu ý là các bạn có thể là vệ sinh. Các bạn vệ sinh bằng cái bộ của Benrain, tức là cái đây là chai dưỡng nha các bạn, còn một cái chai rửa là chai này. Thì các bạn nào mà xài lọc mút hoặc là lọc mút lọc thường cũng đều được em. Ok, cái này là hai loại, tức là chúng ta ví dụ như xe Exciter các bạn cũng có những cái lọc như thế này, ví dụ 20.000 các bạn có thể thay mới, hoặc là các bạn dùng cái bộ lọc để các bộ rửa đó để các bạn rửa và các bạn dưỡng lại cái bộ lọc gió giúp cho nó sạch. Thì cái bộ lọc gió nó là cái bộ lọc phổi của chiếc xe, thì nó sẽ giúp cái phổi mà sạch đó thì xe nó sẽ cung cấp được đủ cái lượng oxy và cái khí nó sẽ đốt, tức là gió vào thì nó sẽ cân chỉnh được cái hỗn hợp, cái tỷ lệ hỗn hợp xăng gió trong cái bụng đốt và cho ra hiệu suất tốt hơn. Và đặc biệt là tay ga thì các bạn còn lưu ý là cái bộ hộp số. Đúng rồi, thì
thì chúng ta cần phải lưu ý cái phần nhấc lắp, chị phải thay nhấc lắp thường xuyên nha các bạn. Và nếu mà 20.000 mà các bạn chưa thay nhấc lắp thì các bạn nên coi lại tất cả các chi tiết trong hộp số luôn. Bởi vì cái khoảng thời gian nó là quá dài rồi. Cũng khá là nhiều cái các bạn ha. Đối với xe máy thì các bạn có những cái bộ vệ sinh nhông sinh xích như thế này. Đúng rồi. Các bạn lưu ý là cái bộ vệ sinh nhông sinh xích đó, nó cũng rất là quan trọng để bảo dưỡng cho cái bộ nhông sinh xích nó được hoạt động tốt lâu dài. Và bên cạnh đó thì cái phần dàn áo thì chúng ta rồi. Sẽ có rất là nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu Rufinish để làm bóng cũng như là đánh bóng cái chiếc xe chúng ta thêm phần chói lóa hơn. Đây là cái làm bóng làm đen cái quên làm bóng cái dàn dàn bột, còn cái kia là dàn bột dạng bass để đánh bóng nha các bạn. Các bạn sẽ có hai ta sẽ demo trực tiếp lên trên một chiếc. Chúng ta sẽ phân cái dàn rồi anh kỹ thuật anh quay như thế này. Sau đó các bạn vô khoảng tầm 30 phút các bạn xịt lớp thứ hai. Thì sau hai lớp như thế này thì nó sẽ tạo thành một cái lớp bảo vệ rất là tốt. Đến cái lớp thứ ba. Cái lớp thứ ba là sau khoảng cỡ để các bạn để qua đêm á, một hôm sau các bạn xịt lại thì nó sẽ lớp giúp cho làm đen cái phần nhựa nhám như thế này. Chúng ta có rất là nhiều cái sản phẩm chăm sóc xe mà cực kỳ gọi là hiệu quả cho xe của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới công đoạn là thay dầu nhớt mới. Rồi, nhờ anh kỹ thuật chúng ta sẽ xả cái này ra. Chúng ta đã chạy là cũng hơn 15 phút rồi. Và các bạn xả lưu ý nha. Cái màu nhớt cực kỳ đẹp ở đây. Admin muốn nhấn mạnh cho các bạn là chúng tôi sẽ tiết lộ cái sản phẩm dầu nhớt này vào cuối chương trình. Và ở đây, admin sẽ để đây và đổ nó đi. Rồi các bạn lưu ý là tại Epro Center chúng tôi sẽ sử dụng là cần siết lực để khi mà thay nhớt cho các bạn á, nhờ anh kỹ thuật anh lại gần một chút đi ạ. À. Mình đứng xa quá, nãy giờ mình mệt lắm rồi anh kỹ thuật ơi. Là cái này các bạn sẽ có cái cần siết lực là các bạn sẽ dặn rất là chính xác cái lực của cái ốc của bạn để tránh tình trạng là tuôn rang. Cũng như là khi mà chúng tôi thay nhớt ra chúng tôi sử dụng các dung dịch hóa chất để làm sạch các cái con ốc xe của các bạn. Đó là lý do tại sao các bạn nên thay nhớt tại Brake Center, vì chúng tôi phục vụ các bạn là dựa vào quá trình chúng tôi muốn hoàn thiện cái khu dịch vụ làm sao cho tốt nhất cho khách hàng. Rồi, xin mời bạn kỹ thuật chúng ta sẽ tiến hành cần siết lực. Và nếu như các bạn có một cái cần siết lực ở nhà thì admin cũng có hướng dẫn cho các bạn sử dụng luôn. Chúng ta sẽ vặn bên như bình thường thôi, chúng ta canh lực và chúng ta làm bình thường. Với con ốc nhớt của Exciter thì khá là đơn giản để làm, nhưng mà đối với các loại cái lốc ốc nhớt của Winner thì các bạn nên lưu ý về vấn đề siết lực. Tôi sẽ dặn bởi mày. Nó có thể là nó sẽ làm nứt lốc máy xe của các bạn. Rồi. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta là xúc cái động cơ như thế này thì cái nhớt nó sẽ rất, khi thay cái nhớt mới vào thì nó sẽ rất là mới, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái nhớt mà chúng ta mới thay vào. Thì giống như bây giờ động cơ chúng ta là gần như là 90% hoàn toàn mới xuất ra từ hãng vậy các bạn. Bởi vì cái khả năng của cái dung dịch và động cơ này nó rất rồi, là cao. Em mở cái nắp này ra luôn. Vô chưa? Rồi. Anh xin lỗi các bạn là nãy giờ admin nói quá nên cái điện thoại nó nóng luôn à. Đó. Các bạn lưu ý nha, nếu như chiếc xe của chúng ta mà nóng như chiếc iPhone hồi nãy thì nó cũng sẽ bị lúp bê như chiếc iPhone thôi. Các bạn lưu ý nha, chăm sóc chiếc xe thật kỹ. Rồi, chúng ta sẽ thay lọc mới, mà nhờ anh cameraman tiến gần lại đây một chút. Mấy anh này sợ admin lắm nên đứng xa không à. Đứng gần hay bị admin tung chiêu gọi là bắn nhất thành công á, né không được đâu. Hay là lùi bước về sau để thấy rõ hơn. Rồi chúng ta thay lọc nhớt luôn nha các bạn. Ồ, cái nhớt màu xanh khá là đẹp anh Huy nhỉ. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới nha các bạn. Các bạn thấy nè, anh cameraman zoom lại gần giúp đi anh cameraman. Các bạn có thể thấy là các cái cặn bẩn nó nằm ở trong cái hốc rất là nhiều, các bạn có thể thấy đó. Rồi chúng ta hãy lau sơ cái phần này trước khi chúng ta gắn cái lọc nhớt vào. Rồi. Cho vào đi bạn. Cho vào đi, không cần khoe đâu, bạn này thích khoe lắm, mỗi lần thay cái lọc cứ khoe ra hoài à. Rồi, cái nắp của lọc nhớt chúng tôi cũng vệ sinh kỹ cho các bạn luôn. Rất đơn giản thôi, chỉ cần xịt M60 vào và đợi cho nó khô bay hết thôi, 30 giây. Rồi sạch bon luôn các bạn nhé.
Rồi bây giờ mời bạn kỹ thuật gắn vào đi ha. Các bạn lưu ý là toàn bộ quy trình này đang được thực hiện tại Press Center, tức là khi các bạn thay nhớt từ con ốc nhớt đến cái nắp của lọc nhớt, chúng tôi đều sử dụng dung dịch M60 hoặc là các dung dịch tương ứng khác để vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp vào các bạn. Và sau khi lắp ốc nhớt vào, đa phần các dòng xe phổ thông thì chúng tôi sẽ sử dụng là cái cần siết lực theo đúng cái lực của mỗi cái dòng xe mà chúng tôi sẽ siết để tránh tình trạng gọi là bị tuôn reng hoặc là bị hư ốc của các bạn. Tuy nhiên vẫn có một số dòng xe là đặc biệt thì chúng tôi vẫn sử dụng là cái cờ lê truyền thống, đúng không Thứ? Đúng rồi, bởi vì có thể là do cái thế cũng như là cái cần sức lực của chúng tôi không đảm bảo được cho cái nó không có mà, trong danh sách đó. Không có trong cái danh sách thì mình sẽ cố gắng tìm những cái phương án thích hợp để đem tới cái dịch vụ tốt nhất cho. Nhưng mà các bạn yên tâm là hầu như là 80 tới 90% cái dòng xe phổ thông, các khách hàng đều sử dụng. Thật sự ra thì nó cái xe nhiều thì gồm xe to Winner thì Honda Yamaha thì rất là nhiều rồi. Rồi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dặn cái nắp nhớt ở phía dưới lại trước khi thay nhớt, chứ không là chúng ta lại quên nó giống mấy lần nữa. Rồi chúng ta vệ sinh kỹ lại luôn. Mấy anh ở Press Center là khi mà nghe Admin Huy Trần mà giới thiệu về nhớt á, nghe sướng lắm, nghe xong hồi là quên dặn nắp nhớt luôn à, xong bỏ vô đổ nhớt vô trong ở trên chảy dưới xong đền tiền hoài à. Không cần, cái này là các bạn lưu ý là sản phẩm này á, nó là sản phẩm bay hơi trong vòng 10 giây, do đó vấn đề lâu hay không lâu thực sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều, tại vì nó bay hơi rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ đóng lại. Cái lực siết của chiếc Winner là bao nhiêu các bạn ha? Winner thì mình nhớ là khoảng 24. Còn Exciter? Exciter không biết là để nhờ bạn kỹ thuật cho sẽ vấn lại, như là mình nhớ khoảng 30 đúng không bạn? 30 hay em? 35 anh ạ. 35 Newton. 35 Newton trên 1 mét, tức là tốc độ khá là nhanh nha. Cái đó là cái lực moment sẵn nha các bạn. À chứ không phải là lực xoay tay à. Đúng rồi. Thì anh cứ tưởng là quay tay 35 lần trên 1 mét chứ. Đấy đó, thì cái đó là lực Newton, cái lực moment xoắn, giống như là moment xoắn trong cái xe, trong cái máy của mình thôi. Moment là cái này là lực vặn nha các bạn, chứ không phải là lực quay tay là 35 lần trên 1 mét nha các bạn. Thì các bạn lưu ý nha, quay vậy chắc chết luôn á. Rồi. Rồi nếu mà cái phần mà này thì nó có thể là nó bị chảy nhớt, chúng ta không sẽ không sao, chúng ta sẽ lâu sau sau khi chúng ta thay nhớt. Rồi. Bây giờ chúng ta thay nhớt vào. Rồi. Cái sản phẩm mà lúc nãy mình nói á, mà sau 1.000 km chạy mà nó vẫn xanh á, đây chính là cái điều bí mật của sản phẩm này. Đây là một trong những sản phẩm mà từ Voltronic họ gửi về cho mình, phiên bản Super Limited Edition. Phiên bản này chỉ có 2 lon thôi và chúng tôi đang thử nghiệm. Thì nếu như trong năm 2019 thì nó sẽ thành công và nó sẽ được đưa ra thị trường nha các bạn. Nó sẽ có màu xanh đặc biệt và các bạn chạy 3-4.000 km hoặc là 5-7.000 nó vẫn xanh bình thường. Rồi, chúng ta sẽ cho sản phẩm này vào trong động cơ của chiếc. Lần tiếp theo chúng tôi sẽ test là 5.000 km và thay ra để cho các bạn thấy là nó còn xanh hay không. Bỏ ra ly cho các bạn livestream xem theo dõi đi cái màu xanh của sản phẩm này. Màu xanh này nó gọi là màu xanh green kiwi, tức là màu xanh của cái trái kiwi nha các bạn. Thì cái màu xanh này bên tập đoàn của Đức họ đang demo test thử là 1.000 km, 2.000 km, 3.000 km, 5.000 km thì khi nào nó sẽ đen. Thì vừa rồi mình test 1.000, có chiếc xe mình đã test là 5.000 và vẫn chưa đen. Thì lần này mình sẽ thử nghiệm thêm một lần nữa. Các bạn có thể thấy rồi, là em đây cho là vào đây 1.500 km và màu nó vẫn như thế này nha các bạn. Không khác gì Motul 300V cả. Đó, đứng ra ngoài ánh sáng để cho nó các bạn có thể thấy là nó xanh hơn. Rồi, các bạn có thể thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nhớt này vào. Có thể là ông lớn 300V sẽ có một cái đối thủ trong cái phân khúc là nhớt không bay màu ha các bạn. Đây là với cái sản phẩm mà nó có cái màu như vậy, cái sự chịu nhiệt của nó theo hãng giải thích là nó khoảng 1.000 độ C nha các bạn. 1.000 độ C thì cái sản phẩm này, cái màu này nó mới bị đốt cháy. Thì với cái xe của chúng ta hoặc nhiệt độ hoạt động của nó chỉ từ 80 tới 120 độ C là maximum. Do đó cái sự gọi là đốt cháy cái màu này hầu như là không thể nào xảy ra được. Do đó các bạn yên tâm, nó chỉ có một số dòng xe chúng tôi thấy khi thay Motul vẫn có màu đen. Màu đen đó là do các bạn nên kiểm tra lại cái hệ thống mà bố nồi á. Các bạn lưu ý là xe các bạn khi chạy 20.000 km các cái bã dơ từ cái bố nó cũng sinh ra rất là nhiều. Rớt ra thì các bạn lưu ý. Thì các bạn cũng nên kiểm tra hệ thống bố nồi của mình coi thử nó còn hoạt động tốt hay không. Rồi, các bạn thêm một cái nữa là để mà hồi sinh động cơ sau 20.000 cây á, chúng ta sẽ dùng thêm một cái tuýp này để khôi phục động cơ.
Đây là cái tuýp Shadow S120, nó chỉ có dung tích là bao nhiêu thứ à? Chỉ có 40ml thôi. 40ml rất là ít nhưng mà hiệu quả cực kỳ cao, nó sẽ giúp hồi sinh các vết xước nha các bạn. Lưu ý các vết xước ở trong xi lanh, trong bạc đạn mà khi nó bị gọi là nó xuống cấp á. Và trong cái bể nhớt nữa, nếu như là chúng ta những cái ma sát, ở đâu có ma sát thì ở đó có cái sản phẩm này, nó sẽ bù đắp cho cái những cái ma sát, những cái vết mài mòn trong động cơ. Được rồi. Tập hợp luôn. Rồi, một tiếp như thế này có giá là 250, nhưng mà trong cái livestream này sau khi kết thúc các bạn lưu ý nó sẽ hoàn toàn free. Hoàn toàn free nha các bạn. Gợi ý cái ba con số là cái con số 3 là đầu tiên rồi đó. Các bạn cứ bơm thẳng vô đi em. Em cắm thẳng vô, bơm thẳng vô. Rồi, xong. Sau khi bơm cái này vào, các bạn chỉ cần vặn nắp nhớt lại, các bạn nổ máy trong vòng từ 5 phút thôi, 5 phút, 10 phút. Sau đó các bạn tiến hành là chúng ta sẽ đi bình thường bạn lại. Và cái quá trình mà nó sẽ giúp cho các vết xước được lắp lại và lấp đầy lại thì nó khoảng 1.500 tới 2.000 km. Và các bạn đừng nên thay nhớt trong khoảng thời gian này nhé, bởi vì nó đang hoàn thiện phục hồi cái động cơ của các bạn. Nếu các bạn thay quá sớm thì nó có thể ảnh hưởng, nó không có đạt được hiệu quả cao nhất. Rồi, khá là nhiều các kiến thức các bạn phải làm, do đó nếu như các bạn mà muốn được gọi là chăm sóc tốt nhất, chúng tôi nghĩ là các bạn có thể đến Press Center để chúng tôi tư vấn các bạn làm mỗi lần một ít. Thì bên cạnh đó còn một cái tip gọi là anti carbon. Cái này nó rất là hữu dụng, nó sẽ xử lý cái carbon bám ở trên cái đầu piston. Đầu piston và trong cái xi lanh, trong buồng đốt. Và nó sẽ giúp cho loại bỏ hết tất cả các cặn bẩn này, bụi carbon này từ cái đường buji, lỗ buji và ấm mô. Okay. Cái này là nếu như trường hợp mà xe các bạn mà sử dụng xăng không có sạch á. Đúng rồi, hoặc là các bạn chạy xe xăng cơ, chúng ta chỉnh xăng quá nhiều, có thể là bụi xăng cái bộ carbon nó cái bám rất nhiều trong buồng đốt, thì loại bỏ được cái phần này sẽ giúp cho cái này là cũng là cứ 5.000 cây nên làm một lần thứ hai, chúng ta 5-7.000 cây sao ok lần. Khi nào các bạn cảm thấy xe các bạn hơi bị hụp, hơi bị xuống, xe mà cũ quá rồi nên sử dụng cái này nha, anti carbon nha các bạn. Cái tiếp theo là khử nước trong xăng, thì mùa mưa này rất quan trọng. Thì một ống này là bao nhiêu lít hả? Một ống này là 10ml, các bạn có thể sử dụng 20 lít xăng. Và nếu như xe các bạn bị nhiễm nước nặng luôn á, nhiễm nước nặng thì các bạn sử dụng này cho một tiếp này là một lần cho 5 lít xăng luôn. Ok. Nếu như vậy các bạn mua một tiếp này các bạn về sử dụng 2 lần, đổ đầy bình xăng sử dụng từ 2 tới 3 lần, một lần cho một ít, cho khoảng cỡ 3-4ml thôi. Ta sẽ cho khoảng giống như là một cái tiếp như thế này, chúng ta sẽ cho khoảng chia thành 3-4 phần để chúng ta chia ra thì nó khá là dễ dàng. Ok, còn một cái nữa là petrol tăng, thì cái này nó tương tự giống như là anti carbon của Yamaha đang bán. Đúng rồi. Rất là dễ. Nó cũng cho thẳng vào cho xăng luôn. Và okay, một cái tiếp như thế này sử dụng cho 20 lít xăng luôn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, 20 lít xăng luôn nha. Và chúng tôi xin phép được kết thúc livestream ở đây.